Mời quý vị trở lại với không khí SEA Games 31. Hôm nay, nhóm phóng viên thời sự BRT đang có mặt tại SEA Games ghi nhận những gì? Thưa quý vị, vòng tứ kết và bán kết nội dung cung một giây toàn năng nam nữ diễn ra ở Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia và đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có một buổi thi đấu không thành công khi chỉ còn duy nhất một cung thủ có cơ hội tranh chấp huy chương chính là Nông Văn Linh, cung thủ đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Trong trận tranh đấu bán kết, Nông Văn Linh và cung thủ Arif người Indonesia tạo nên màn thi đấu vô cùng kịch tính. Do đạt thành tích cao ở vòng loại, Nông Văn Linh cùng 4 vận động viên của Việt Nam được miễn thi đấu vòng 1-8. Đến vòng tứ kết, 4 cung thủ của Việt Nam, trong đó có Nông Văn Linh, cùng xuất trận nội dung cùng 1 giây cá nhân nam nữ toàn năng. Ở lượt trận tứ kết, Nông Văn Linh thi đấu xuất sắc, loại cung thủ đến từ Thái Lan Guithaja với tỷ số cách biệt 7-1 sau 4 lượt bắn, trở thành đại diện duy nhất của đội hình bắn cung Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết. Vòng bán kết, Nông Văn Linh phải đối mặt với cung thủ rất mạnh là Arif người Indonesia, dẫn đầu nội dung cùng một giây toàn năng ngay từ vòng bảng. Trước ứng cử viên vô địch như vậy, chàng trai đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, Nông Văn Linh vẫn giữ được tâm thế điềm tĩnh, tự tin mà tạo nên trận đấu có thể nói kịch tính bậc nhất trong lịch sử SEA Games. Lượt bắn đầu tiên, Linh ghi 27 điểm trong 3 mũi tên, tạm thua Arif 29 điểm. Lượt thứ hai, Linh vượt lên với 2 điểm 10 cùng 1 điểm 9, san bằng tỷ số 29-27. Lượt thứ 3, thứ 4 và thứ 5, cả Arif và Nông Văn Linh đều có những đường tên tuyệt vời, nhưng gây nghẹt thở cổ động viên bởi tính chất bám đuổi nhau bất phân thắng bại. 29, 29, 29, 29 và 29, 29 buộc hai cung thủ phải bước vào loạt bắn shoot-off, giống với loạt penalty trong bóng đá. Ở loạt bắn cân não quyết định thắng thua, cung thủ Indonesia bắn trước ghi 10 điểm, đẩy Nông Văn Linh đến áp lực tột cùng. Dồn lực vượt lên và thật không may mắn, cung thủ Nông Văn Linh chỉ ghi được 8 điểm, đành dừng chân ở bán kết. Nông Văn Linh của chúng ta không hề thua kém các đội bạn quốc tế và luôn luôn thi đấu tốt cho tới giây phút cuối cùng là bắn shoot off, giải quyết bằng điểm một tên. Nhưng mà có lẽ chúng ta không được may mắn lắm. Đây cũng là lần đầu tiên khi mà em ấy đã tham dự một cái giải đấu quốc tế như thế này và đã đạt được cái thành tích và cái vị trí như thế, là một cái niềm tự hào cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình. Em cảm thấy rất là tự hào bởi vì bộ môn bắn cung ở Bà Rịa Vũng Tàu thật sự là vẫn chưa nhận được quá nhiều sự quan tâm, nhưng mà với sự hỗ trợ của thầy em cũng như là sự cố gắng của anh Linh và những người đồng đội đến đây thì em cảm giác như là mọi người đã mang lại cho em một tinh thần, em cảm thấy rất là tự hào. Không có cơ hội tranh huy chương vàng, ngày mai 18 tháng 5, cung thủ Nông Văn Linh sẽ tranh huy chương đồng, nhưng thể hiện của anh ở vòng bán kết cũng đã vượt qua cả kỳ vọng của giới chuyên môn và những người hâm mộ bắn cung Việt Nam. Bởi đây là kỳ SEA Games đầu tiên của cung thủ Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi đối thủ của anh Arif đang là cung thủ số 1 Đông Nam Á về cung một giây toàn năng nam. Nỗi buồn của Nông Văn Linh được xoa dịu ngay trong buổi chiều nay, 17 tháng 5, khi cung thủ đến từ Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đồng đội nam ở đội tuyển bắn cung Việt Nam giành chiến thắng trước các cung thủ đến từ Philippines ở lượt trận bán kết cung một giây đồng đội nam và chính thức bước vào chung kết SEA Games 31. Trận bán kết cùng một giây đồng đội nam SEA Games 31 cũng đã diễn ra hết sức kịch tính khi đội Việt Nam và Philippines liên tục bám sát nhau về điểm số và bất phân thắng bại sau 5 lượt bắn, sau đó phải phân định thắng thua bằng loạt bắn shoot off. Ở loạt bắn này, ba cung thủ của Việt Nam là Nông Văn Linh, Nguyễn Duy và Chu Ngọc Anh đều giành điểm 10, trong khi bộ ba cung thủ Philippines chỉ giành 3 điểm 8. Như vậy, đội tuyển bắn cung một giây nam Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 31. Niềm vui càng nhân lên khi ở nội dung đồng đội nữ cùng một giây, bộ ba nữ cung thủ Việt Nam là Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhì và Hà Thị Ngọc cùng tiến vào chung kết bằng chiến thắng cách biệt 6-2 trước đội tuyển cùng một giây nữ Malaysia. Rất là vui mừng và sung sướng khi hai cái nội dung mà kỳ vọng của đội Việt Nam đã được vào chung kết. Đây cũng là cái sự chuẩn bị của đội tuyển từ rất lâu rồi và đây là cái sự khẳng định là những gì các em đã tập luyện và đã chuẩn bị